Hi everyone, my name is Heidi, I'm the CEO and co-founder of MedLink. So, okay, we are MedLink, we are here to reinvent the distribution process of Vietnam pharmaceutical industries. Okay, so 100 million people in Vietnam have spent nearly $6 billion on healthcare products last year. And there are around 100,000 pharmacies and 4,000 pharma companies available on the market. Unlike in other countries, there are few pharmacy chains on the market. In Vietnam, 90% of the pharmacies are individual-owned pharmacies. So those problems make the distribution process of pharma company is very fragmented and costly. Each year, pharma company have to spend nearly like more than 35% of their revenue on distributing their product into these pharmacies. And they're using mostly salesmen, like by manpower only. So, and to manage these salesmen and their sales activities, they have to use at least 4 softwares from different suppliers to manage all, and there's no software that is customized for pharma company. And so it's very costly and inefficient. But the pharma company cannot cover the whole market. They only cover 30% of the products in the pharmacy inventories. And the rest is 70%. The pharmacy have to order from the wholesale market, because they can buy a wide range of products at the same time. So, that's where our solution came in. We want to solve that fragmented problem by providing SaaS for both pharmacy and pharma company, and then offer them a platform to connect the pharma company with the pharmacy directly, bypass the salesman, and bypass the salesman as a retailer, distributor, something like that. It's like D2C platform. So with our platform, with our platform, my company can cut down one half of their sales force. And they can manage all the activities in one package software, and it's allowing the better transparency, and the most important thing is we help them to cut down 70% of the distribution cost. And with the pharmacy on our platform, they can enjoy the best retail price when they order product on our platform, and they can order varying a product one time. For our business model, we have 3 main ways to generate our revenue. We charge the pharmacy and pharma company SaaS fee, and we take a small commission with every online order go to our platform. And after 6 months from our officially launching, we now have more than 4,000 pharmacy and 18 pharmaceutical companies already on our platform, with more than 20,000 transactions currently. With the total GMV $1 million go through our system. And you might be thinking, why are we the right team to execute this idea? Oh, I'm sorry, not the slide, not the image. All the founders and the key members are owned pharmacies and pharmaceutical companies with a more than 15-year combined experience in these industries. So we understand well about what is the pain and who are facing it. Now we are finished our pre-seed round, and we are looking for a strategic partner and investor to go fast, to scale our team, and want to build a competitive advantage before other competitors join the party. Thank you. Thank you for your pitch. I just have a few questions. You said that you have 4,000 pharmacies using your SaaS. Yeah. And how many of them are paying, and how much are you charging? Yeah, we have some campaigns like providing free SaaS
to, you know, compete with other suppliers on the market. So it's a 1/4 of them are paying SaaS for paying money, and the rest of them are using for free. Okay, so how much are you charging? It's around $15,000 right now. And are you charge them like the whole year, or you charge them per month? For the whole year. For the whole year. Yes. Who is your competitor right now? Yes, we are providing SaaS for both pharmacy and pharma company, and then offer a platform. So we have like 3 products. So for SaaS for pharmacy, we have many competitors on the market, like somewhere in Vietnam right now. They are my competitors now. For the SaaS for the pharma companies, they like providing one part of the complete SaaS. They just provide one piece of CRM, one piece of call center, one piece of like manage the inventories. So we provide the all-in-one package. So we are now the only one in the market doing this. For the platform, we are the one too. So can you tell us a little bit about the competitive advantage of your first SaaS product when you work with pharmacies? Because I know that a lot of options right now. Yes. Now, because the limited of the pitching, I do mention another resource that we can generate our revenue is that when the pharmaceutical company using our SaaS, now they all have the online selling channel, so they have something like online orders. So you mean that you white label the website for them, or no? They just have their own channels. You have your marketplace. You put their products. Or no, they have their own website. Yeah, they have their own website and they have their orders. But when they have like in traditional way, they were using a shippers to ship the product to the customers. But when joining our platform, they can push the notification about this order onto our platform, and the pharmacy on our platform can receive the notification about this order, and they can pick like Grab and Uber and receive this order and shipping the product into for the customers. So that is the competitive advantages we have, like no SaaS in Vietnam for pharmacy can providing more online orders for the pharmacy. Is it correct to understand that you're very similar to Haravan, but for pharmacy? No, maybe I will explain it in Vietnamese for better. Bọn em, tức là các công ty dược bây giờ họ đều có một cái kênh gọi là bán hàng online cho các, nhất là các thực phẩm chức năng ấy, giảm béo rồi nano curcumin chẳng hạn. Thì khi như vậy thì họ sẽ có những cái đơn hàng online từ khách hàng. Thì theo cái kênh truyền thống thì là họ sẽ giao hàng trực tiếp cho khách hàng bằng shipper. Nhưng mà khi mà họ dùng cái hệ thống của bọn em thì họ sẽ gửi cái thông tin, họ chỉ cần gửi cái thông tin lên hệ thống bọn em thôi, và nhà thuốc ở cái quanh khu vực của khách hàng ấy, họ sẽ nhận được cái thông tin về cái đơn hàng đó, và họ sẽ nhận những cái đơn hàng đó và họ đi ship đến cho khách hàng. Tức là họ build cái relationship với nhà thuốc bằng cái cách như vậy. Thế nên là các nhà thuốc họ rất là họ muốn join cái hệ thống của bọn em. Chứ ở đấy là em phải có order generated. Bọn em đang có order đúng không? Bây giờ một ngày bọn em đang có khoảng hơn 100 orders từ các công ty dược. Ok. So, em muốn nói một tiếng Việt hay tiếng Anh? Dạ. I'm kind of clear about your business model. What is the key client you serve? You serve the end user, which is the retail customer, or you serve the pharmacies, which is the business customer, the corporate customer? What kind of key client you serve? We focus on B2B model. Like we providing SaaS, we charge only fee from the pharmacy and pharmaceutical companies. That's it. Now we are thinking about providing a B2C platform, but maybe we should focus on the B2B first, and then in the future we will focus on the B2C platform. So in my understanding, please correct me if I'm wrong, the inefficiency of distribution in pharmacy is not in the retail channel, it is in the hospital channel. You are a salesman, right? Correct me if I'm wrong. Yeah. They have 2 types of salesmen. One type is ETC, called ETC, that go to the hospital and sell the products. But there are
Another type is OTC, they will go directly to the pharmacy and convince the pharmacy buy the product for the pharma company. Yeah, and we focus on OTC and supplements aspects, not the ETC that like, yeah. Okay, so if you focus on the pharmacy, I'm still not clear why the cost for intermediate party go so hard like that, because in my understanding, it go into the hospital for a lot of behind the scene cost. No, because you know, some, not every pharma company own have ETC and OTC channels. Some pharmacy only focus on OTC channels. So they don't have burden the cost for the ETC, and the number here is for the OTC pharma companies. Yes, not the ETC. So yeah, to simplify, you are like a platform for to receive order from the retail customer, right? No, it is not like that. So who pay money to you? What fee? Who pay the fee to you? Yeah, pharma company will pay fee for me. What is the commission fee? Percentage as a transaction. Yeah, value? Percentage on transaction value. Okay. You take now 2% of the transaction value. So when pharmacy they have order from the retail customer, yeah. So they will go into your website, yeah. Right? And not place, website, that SaaS, using the like SaaS. SaaS will provide a tool for them to push up all the order here. Mm-hmm. Yeah. So the order will go to your SaaS, and then from your SaaS, it will go directly into the software of pharmacy. Of pharmacy. Yeah. But it's integrated into the software of the pharmaceutical company, or just send like an Excel file or an email to those. I know we have an app for the pharmacy, and the pharmacy will receive notification like Rob and you are working now. Yeah. And the pharmacy will receive this order and shipping something like that and finish the order. So you don't involve in the fulfillment process, right? You are just on SaaS? Just in a big picture in the future, because like it will work like Amazon now if we're doing the fulfillment. So we are thinking about it, but not sure about we should do it or not. We are, how to say, comfortable with SaaS, and the pharmacy company are comfortable with SaaS. So we want to make sure that all the pharma company can join. Now, because if we are providing some like fulfillment, the competitive pharma company, the pharma company competitors, they will not come. Like Unilever will come, P&G will not come, something like that. But we providing SaaS, every pharma company will join. Câu hỏi, cái doanh số của em hiện nay là 1 triệu đô la. Dạ không ạ, đấy là tổng cái GMV ạ. Tổng cái giá trị hàng hóa đi qua cái phòng của em. Okay. Cho hỏi một chút xíu là hiện tại cái đội hình của em ấy là có 3 người trong cái hình này hay không? Dạ không, đấy là key members ạ. Tổng số người em có là bao nhiêu? Bây giờ team em đang là 20 người. Thì em phát triển cái sản phẩm của em đến lúc em launch tháng 11 năm 2018 là phát triển bao lâu thì em ra được? Thực ra bọn em initial idea ấy, là lúc đầu là bọn em chỉ làm SaaS sản phẩm pharmacy thôi, nhưng mà lúc đấy nó có quá là nhiều đối thủ trên thị trường ấy, và bọn em cũng nhìn thấy cái vấn đề của các công ty dược nó rất là lớn, đó là cái phần trăm mỗi năm mà họ phải chi ra cho cái việc là phân phối hàng hóa ấy, nó khoảng 30%, hơn 30% tổng doanh thu. Thế nên là bọn em muốn solve cái problem đấy thì từ khoảng tháng 1 năm 2018 là em đã có ý tưởng rồi, mà lúc đấy nó cũng chưa hình thành hết. Thì bọn em dần dần bọn em làm đến từ tháng 1 năm 2018 là thời điểm bắt đầu, và đến tháng 11 năm 2018 là thời gian bọn em official launch cái sản phẩm. Bởi vì anh thấy là cái anh không chưa nhìn thấy cái thế mạnh của em chỗ nào, để mà bạn anh đi trước nhanh quá là sao, tại vì nếu mà làm web như vậy thì anh làm được thì... Chính xác ạ, thế nên là nếu mà em làm một cái platform vậy, ví dụ như Uber hay Grab, anh chị vào, anh chị ví dụ như là nhiều bạn sẽ chọn check xem giá bên nào rẻ hơn anh chị đi. Nhưng khi bọn em có SaaS, bọn em đi sâu vào cái việc quản lý của họ ấy ạ, thì ví dụ như bây giờ nhà thuốc họ có thể order cái sản phẩm ngay trên, ví dụ như là họ hết hàng thì họ có thể order trực tiếp sản phẩm bằng một cái link là đặt hàng thôi, là vài phút sau sẽ có người của công ty dược họ tới. Cái đó rất là hay, nhưng mà em phải integrated chính với xác. Cái hệ thống của pharmaceutical companies. Thì vì dọc hệ thống mà đang còn dạ vâng ạ, thì bọn em có hai cái SaaS cho cả nhà thuốc và cả công ty dược, thì bọn em sẽ integrate hết vào, tức là không phải chỉ cái phần đặt hàng đó mà em giúp cho họ run cái phần operations ở bên trong của cái pharmaceutical luôn á.
company luôn, như một cái ERP bên trong. Chính xác, bọn em đang làm gần như một cái ERP đấy, phát triển rất là đến một cái ERP. Bây giờ nó mới đến là, bọn em chỉ gọi nó là một cái sales management software thôi. Nhưng mà đến tương lai thì bọn em sẽ xếp phát triển nó thành một cái ERP cho công ty dược luôn. Và khi mà họ dùng thì họ sẽ không thay thế. Thì không có một cái platform nào có thể cạnh tranh được khi mà họ công ty dược họ đang dùng rồi. Còn nếu mà chỉ là một cái platform thôi. Còn cuối cùng anh còn hai nguyên gen, em có cuối cùng là em đang chạy nó ở đâu? Em đang tập trung ở thị trường Hà Nội và Sài Gòn. Không, tức là cái platform em đang run cái hệ thống đấy. Vâng, tức là cái server đấy bọn em, tức là Amazon ạ. AWS. Vâng ạ. It is linked to the scaling, right? Yeah. Because I not about Amazon, but about you know how to scale. And, yeah. Oh. Và em cũng vừa mới nhận được $100,000 credit của Amazon xong. Thì okay. Bọn em có rất là nhiều cái gọi là. Congrats, I didn't know about that.